Rồi thì chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái nhà này, nó cũng nói chung nghèo quá, không biết sao. Trong cái danh sách của người nghèo thì họ không có, nên mình cũng phải tặng chất cho Hoàng để tặng. Nhà này hả? Dạ dạ. Trời ơi. Ở đây mát dữ ha. Rồi. À, em bên chỗ công ty hàng Đăng Khoa đó. Dạ, có đơn góp được mấy chục phần quà. Dạ. Đó thì hôm nay đến tặng vậy là này, cũng về đây. Những cái này em đưa luôn. Cảm ơn chú nhiều lắm này. Bà cho con hỏi cái, bà trong cái mùa dịch này bà có làm gì không? Không có làm chứ, có tiền chứ hả? Không. Không không, rồi bà ở với ai? Ở có mình chú. Bà ở có mình hả? Gì đó hả? Cũng khó ha. Hơn mình là tự nấu cơm ăn luôn vậy đó hả? Nấu mình ăn mình cũng có. Trong mùa dịch này thì chú không còn mấy số nữa, chú có làm gì khác không? Không. Còn bình thường ở nhà thì chú ngoài cái việc mấy số ra thì chú cũng có làm gì khác không, hay là trong mùa dịch này vậy thôi? Không không. Vậy đó hả? Bao nhiêu số không hả? Rồi. Rồi xin kính chào quý khán giả. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 thì theo lịch là hôm nay mình sẽ phát quà và mình sẽ chuyển hết những phần quà này xuống cho tại những cái trụ sở, những cái nơi mà mình sẽ phân phát phần quà cho người nghèo á. Tuy nhiên thì do cái tình hình dịch bệnh rất là phức tạp cho nên là mình đã phối hợp với quỹ ban xã là điều động dân quân tự vệ của xã đó, thì mỗi người chiếc xe và sẽ chở những phần quà này đến tặng phát tặng tay cho những người nghèo theo danh sách đã được chắt lọc lại đó. Thì hiện tại thì mình đã phát được 10 phần rồi cho một ấp rồi, thì hiện tại mình đang đợi những ấp kia đến nữa mình phát nữa, và mình sẽ đi cùng một ấp và sẽ phát cho một số người dân, và mình sẽ xin một số thông tin và mình sẽ tìm hiểu thêm về cái cuộc sống của những cái người bán vé số dạo mà nghèo, thực sự nghèo đó, xem cuộc sống trong mùa dịch của họ như thế nào đó, mà mình sẽ thông tin cho bạn tiếp ở cái clip tiếp theo sau khi mình hoàn thiện mình phát xong 40 phần quà này cho người nghèo đó. Thì mình xin mời các bạn. Rồi thì chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái nhà này, nó cũng nói chung nghèo quá, không biết sao. Trong những cái danh sách tặng người nghèo thì họ không có, nên mình cũng phải tặng chất cho Hoàng để tặng. Đây cái nhà đây, đường đi xuống cái nhà. Đó rồi. Đây hả? Dạ. Nhà này hả? Dạ dạ. Trời ơi. Ở đây mát dữ ha. Rồi. Em bên chỗ công ty hàng Đăng Khoa đó. Dạ. Có đơn góp được mấy chục phần quà. Dạ. Đó thì hôm nay đến tặng vậy là này, cũng về đây. Những cái này em đưa luôn. Cảm ơn chú nhiều lắm này. Rồi, xin chào các bạn á, thì trong quá trình phát quà cho người nghèo á thì có số người rất là nghèo mà xin thêm, thì mình không biết nói sao, cho nên mình số tiền mình mua còn dư lại đó thì rồi mình mua mình tặng cho cái cô này. Nghe nói cô này cũng nghèo lắm các bạn. Đó Hương ơi. Đây là chỗ thằng Hồ. Vậy hả? Nó xin cho cô, nó kêu nói là cô phục
sống cũng khó khăn rồi đó. Ừ. Không bàn. Rồi, bữa đó có nói, tôi nói hồi qua nữa có gì xin cho chuyện thằng chứ. Rồi, bữa nay con đem đi, bà ơi, con đem luôn, con tặng cho cô. Rồi, cảm ơn nhiều nha. À, cô bán số không có làm gì khác không? Không, bán số không có làm gì khác. Trong mùa dần này nghỉ bán số làm gì? Ông khổ ở nhà. Chưa khổ nhà ở không? Dạ, đỡ, đỡ hết dịch đó mà lấy cái số bán thiệt. Cô ăn qua dịch ha. Rồi, cảm ơn nhiều lắm nha. Bà bảy thì ông anh ông nói là ở đây có cái nhà cũng khổ lắm, ông xin phần cho nên cũng mới đem đến cho bà. Đó thì đây là có thùng mì nè, một ký gạo, trong đây thì có bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, gì nước tương, đường. Đó thì đây là tổng phần quà mà chị với bà ấy tặng cho bà ăn qua mùa vậy. Chị được cảm ơn. Rồi bà hiện giờ bà có làm gì cái khác không? Tao mướn không có làm gì đâu. Không mướn không hả? Mướn không à. Rồi thôi vậy đi, con đây cũng là cái tấm lòng của các nhà hảo tâm gửi tặng bà ha. Rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi em cho anh hỏi ơi, em hiện tại là mình chỉ bán vé số không, mình có làm gì khác không em? Không hả? Rồi giờ dịch này nghỉ bán vé số rồi có làm thêm cái gì phụ để kiếm thêm tiền không? Nuôi dịch. Nuôi dịch hả? À nuôi được nhiêu con? Có hai mấy con hả? Hai mấy con hả? Cũng đã vậy là ở gia đình là có bao nhiêu người? Năm người mà có người một đi bán vé số? Ba mẹ con bán hả? Ba mẹ con bán mà nhận được phần. Rồi cũng được rồi, cũng sống đỡ qua mùa dịch ha. Xe này hả? Rồi mình xin chào các anh chị là Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm và quý khán giả xem trên màn ảnh nhỏ. Thì mình hiện tại mình đã phát xong 40 phần quà rồi các bạn. Thì trong 40 phần quà này á thì có 30 phần quà là các anh chị là dân quân tự vệ mang trực tiếp xuống tặng cho nhà dân. Đó, còn 10 phần quà thì phát tại trụ sở nhân dân ấp. Đó, thì báo cáo các bạn thì trong cái quá trình mà đi phân phát quà đó thì có rất là nhiều người cũng có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn mà đã lên tiếng xin. Đó, thì mình đã mua thêm, ba phần. Đó thì mình đã đi đến trực tiếp ba cái hộ gia đình này và mình đã phát cho ba hộ gia đình này các bạn. Đó thì mình cũng thông tin thêm cho các bạn thì đây là lần đầu tiên mình làm từ thiện thì mình cũng không ngờ luôn, đó là trong quá trình mình đi thì cảm thấy rất là cảm động, rất là xúc động. Bởi vì á, ngoài cái hoàn cảnh mà những cái người mà nghèo mà khổ mà giúp á, là cái thứ nhất, cái thứ hai là hiện tại họ không có công ăn việc làm trong cái mùa dịch này, thì cái việc này thì mình thấy nó cũng chưa đến nỗi. Tuy nhiên có một cái trường hợp cực kỳ khó khăn, đó là nhà của anh chị mình ghé mình tặng á, thì anh chị ngoài cái việc mà không có công ăn chuyện làm nè, nghèo nè, thì anh chị mang trong mình những căn bệnh rất là nặng, như là tiểu đường đó, giống như là anh chị mình vừa quay cái video cho các bạn xem đó, cũng cuộc sống rất kỳ khó khăn và có một cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn luôn mà bữa nãy mình không có kịp quay. Mình không kịp quay cái nhà này cho các bạn xem, thì hôm nào mình sẽ quay cái nhà này và mình cũng cho các bạn xem để các bạn biết được cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của cái phím này. Đó. Thì qua đây thì mình cũng không biết nói gì hơn. Thì tạm thời thì mình sẽ tổng kết và mình sẽ thông báo cho các bạn sau. Đó, nhưng mà về cơ bản thì hiện tại mình đã hoàn thành xong cái nghĩa vụ là mình đã phát những phần quà này đến tặng tay cho người nghèo theo cái thông tin ban đầu mình đã quyên góp, thì tổng cộng là được 47 phần. Đó, thì hiện tại là mình đã phát được 43 phần, còn lại 4 phần. Thì 4 phần này thì mình dự kiến mình sẽ xin phép các nhà hảo tâm, các cộng đồng mạng thì mình sẽ chỉ phát cho những người nghèo nhất thôi. Và mình dự kiến quyên góp một số anh em nó cộng là được khoảng 10 phần thôi, thì mình sẽ chọn ra 10 người nghèo nhất, khổ nhất, khó khăn nhất mà đơn coi nhất, thì mình sẽ phát luôn những 10 phần quà này cho xong. Dự kiến chắc cũng ngày nay ngày mai mình sẽ vận động mình quyên góp. Thì một lần nữa thì mình thay mặt cho những người nghèo, những người mà có hoàn cảnh khó khăn nữa, thì cũng ngàn lời
cảm ơn, thiết tha chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và quý khán giả xem trên màn ảnh nhỏ. Một lần nữa thì kính chúc các đồng chí khỏe mạnh, các bạn, các anh, các chị sức khỏe dồi dào. Đó thì các anh, các chị, các bạn, các mạnh thường quân thì khi xem cái video này thì vui lòng share cái video này cho chia sẻ video này cho những người khác cùng xem, để tạo thêm một cơ hội cho người nghèo có thêm cơ hội để được nhận nhiều phần quà hơn. Đó thì cuối video xin kính chúc các bạn mạnh khỏe, sức khỏe, rồi xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.